Vất vả rồi, khoản đếm quá à. Rồi xem nào. 5 đồng chị trả lại 1 đồng này. 6. Ừ thì chị trả em 1 đồng. Em khuyến mại cho chị 6 à. Ui, hôm nay lại ăn chơi thế á. Cho chị hẳn 1 đồng cơ. Này, thế thì có mua thêm nữa không? Hôm nay à, mới mở hộp chợ các loại xe luôn. Xe cứu hỏa, xe cứu thương và xe cấp 3. À đúng rồi. Kìa rồi, con bé xì kia rồi. Nó ăn hỏng tiền, nó mày được người ta sẽ mua. Trời ơi này, nhìn không? Biết xe gì không? À, em biết chơi rồi. Bây giờ nhá, cầm. Đấy, mua đi. Hôm nay á, xe này nhà chị mới nhập về đấy. Toàn xe xịn thôi. Ngồi vào đây khoanh chân lại, ngồi luôn đây. Mua đi, chị bán cho. Trời ơi, mà sao đi đâu lắm tiền đấy. Đây, nhìn đi ai. Đâu xe nào. Trời ơi, sao em có nhiều tiền đấy. Tiền to thì nhỏ ấy nè. Ôi, tại sao nhỏ ấy nè. Này, biết nhiều tiền rồi. Mua ô tô ủng hộ chị đi. Xe cứu hỏa này, xe công an này, xe cứu thương này. Đây này, cứu hỏa này. Đấy, cần cổng nữa này. Đấy, rút thang cả cái không. Dài lên trên tận đỉnh nhà em luôn. Chị. Sao? Sợ em mỗi xe một loại. Có đủ tiền không? Xe này đắt lắm đi. Đâu? Ừ nhờ, quên mất chị nhầm nhờ. Này, mua cái này hai loại, hai màu, mỗi loại một màu đi. Đây, em chọn, em thích cái nào? Xe này xịn lắm, đảm bảo xịn đấy. Cái này khác này. Xịn đâu, thử đi. Chị cho thử đấy, thử đi xem có xịn không. Ui xe thì chị xịn lắm, nhìn này. Chạy em ầm chưa? Thấy chưa? Làm gì có xe nào chạy nhanh được. Ui giời. Thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Ấy xe nhà chị xịn cực luôn. Đây đúng không? Đúng rồi. Em lùi lại một cái nó chạy băng băng luôn. Ấy. Ui giời. Thấy chưa? Em thấy có cái xe nào mà nó khỏe như thế chưa? Mua nhá. Cũng thế mà. Toàn dòng xe xịn thôi. Chạy nhau không có? Vài phép xuống. Đấy em thấy không? Đấy. Xịn đâu? Ừ, đâm hết một đít nè. Đây là hết mua nè. Ừ, mua đi. Ừ, khác nhau. Đây nữa. Em thích màu cam kìa. Ừ, màu cam được. Màu gì được, cứ mua đi. Ui, mày quá vớ được con gà béo. Đây, còn cái này nữa. Ủa, còn cái này nữa. Cậu thôi. Em đây. Đấy, ừ, đúng rồi. Nhưng đây có được con gà béo. Đấy, ui, có 5 con này á. 5 đồng thôi. Em khuyến lại thêm 1 đồng nữa. Ui, thế quá. Mẹ ăn chơi thế. 3 đồng to. 5 đồng nhỏ là đủ thôi. 5 đồng nhỏ là đủ. Đây, thua rồi. Chị không lấy tiền thừa của em đâu. Không, em xem nào. Đây, 5 đồng đây, em đếm đi. Em đếm. Tình thừa đấy. Trời, chị đếm nhại đấy cơ. Nhà giàu mà. Đồng bé thôi, đồng to là thừa đấy. Đồng. Đồng to là đâu. Đồng đo là 5 đồng rồi. Là 1 đồng này là mua được 5 cái này. Còn đồng bé là 1 đồng. Thứ 5 đồng bé là được rồi. Không biết cộng nhưng mà kinh lắm. Lại còn đấy. Thứ đem đi. Chưa. Đếm được không? Ôi. Vất vả rồi, khoản đếm quá à. Rồi xem nào. 5 đồng chị trả lại 1 đồng này. 6. Ừ thì chị trả em 1 đồng. Em khuyến mại cho chị 6 à. Ui, hôm nay lại ăn chơi thế á. Cho chị hẳn 1 đồng cơ. Này, thế thì có mua thêm nữa không? Rồi. Sao? Chị ơi. Sao? Mình giá mua thêm nữa. Thế à? Khuyến mại cho chị 2 đồng nữa. Kinh nhỉ? Hôm nay lại hoành tráng ấy nhỉ? Mình bán được 3 con là xe. Xong lại còn được khuyến mại tiền nữa. Ui, thế thôi về nhá. Mang về nhà cho ấy. Có lỗi gì mang đến chị sửa cho nhá. Mang sửa chị không lấy tiền đâu. Đây, cho xe vào đây. Đấy, coi như là tiền này à, em khuyến mại chị nhá, hôm nào xe của em hỏng á, mang sang đây chị sửa, không lấy đồng nào luôn, nhá. Ừ, về nhá, hôm sau lại sang đây mua tiếp nhá. Nếu mà em nhiều tiền hơn nữa thì lúc nào xe của em bị hỏng, em khuyến mại cho chị 3 đồng nữa nhá. Ừ, ui, cảm ơn nhá, tạm biệt nhá. Ui, trời ơi, trời ơi, ngày nào mình cũng gặp khách như thế này có phải là mình hên không? Ôi, lại có tiền rồi. À, bây giờ tiền này à, mình phải mang về ngay cho mẹ mình đi đồng gạo đó, còn là sơn ra bán tiếp. Xin chào tất cả các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình.